Thoát Hoàn được chúa Nguyên cử đem đại binh sang Việt Nam với chức trấn Nam Vương. Y Huỳnh Hoàng nói với A Lý Hải Nha, một quan văn đi cùng rằng: rồi ông khắc thấy, ta sẽ bắt vua tôi An Nam, bỏ dọ đem về dâng vua cha cho ông xem. Ta còn bắt cả nước này làm tôi mọi. Còn Hưng Đạo Vương, người mà bọn quan văn các ông hễ nhắc đến là sợ hãi, dù có phép tàng hình cũng không thoát khỏi nguy khốn. Thế mà trận đánh trên sông Như Nguyệt, Thoát Hoàn không sao chống nổi quân Trần Hưng Đạo, bị thua đau, y hốt hoàng bỏ chạy về sông Sách, lại bị lọt vào trận địa phục kích của Trần Quốc Tuấn. Giặc vội vã bắc cầu phao vượt sông, bị quân ta mai phục từ trong rừng đổ ra đánh thọc sườn. Quân giặc kêu khóc, dẫm đạp lên nhau, làm đứt cả cầu phao, ngã xuống sông, vừa chết đuối vừa chết bởi binh khí của quân ta. Thoát Hoàn liều mạng cho tướng Lý Hằng đi khóa đuôi bảo vệ, rồi cùng đám tàn quân chạy về châu Tư Minh, lại lọt vào phục kích của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến là con trai của Trần Quốc Tuấn. Thoát Hoàn phải cuống cuồng chui vào ống đồng chạy thoát về nước, còn tướng Lý Hằng thì tử trận tại chỗ.